Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 trường trung học cơ sở Chuyên An. Hôm nay thầy nhắc lại các em về bài 1 thu thập số liệu thống kê tần số. Phần 1 nhỏ thu thập số liệu bảng thống kê ban đầu. Tùy theo yêu cầu của mỗi cuộc điều tra mà các bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. Ví dụ 1, khi điều tra về số cây trồng được của mỗi lớp trong dịp phát động phong trào Tết trồng cây, người điều tra lập bảng dưới đây. Bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất về số thứ tự, cột thứ hai về lớp, cột thứ ba số cây trồng được. Sang ví dụ 2, bảng điều tra dân số nước ta tại thời điểm ngày 1 tháng 4 năm 1999. Bảng này phức tạp hơn bảng ở ví dụ 1 rất nhiều. Bảng phân theo giới tính, nam, nữ, phân theo thành thị, nông thôn của từng địa phương một. Ta sang phần 2 nhỏ, dấu hiệu. Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu được gọi là dấu hiệu, thường được ký hiệu bằng chữ in hoa X, Y. Vậy dấu hiệu ở ví dụ 1 là gì? Ta xem lại ví dụ 1. Người điều tra quan tâm tìm hiểu ở ví dụ 1 là cái gì? Dấu hiệu ở ví dụ 1 là số cây trồng được của mỗi lớp. Còn mỗi lớp là một đơn vị điều tra. Mỗi lớp trồng được một số cây. Chẳng hạn, 6A trồng được 35 cây, 6B trồng được 30 cây, 8B trồng được 50 cây, 8C trồng được 35 cây. Như vậy, với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu đó gọi là giá trị của dấu hiệu. Số các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra thường được ký hiệu chữ N in hoa. Trong ví dụ trên thì các giá trị ở cột thứ ba là dãy giá trị của dấu hiệu là số cây trồng được của mỗi lớp. Ta làm hỏi chấm 4. Dấu hiệu ở bảng trên có tất cả bao nhiêu giá trị? Hãy đặt giá trị của dấu hiệu x. Thật đơn giản. Dấu hiệu ở ví dụ trên có 20 giá trị. Lần lượt là 35, 30, 28, 30, 30, 35, 28, 30, 30, 35, 35, 50, 35, 50, 30, 35, 35, 30, 30, 50. Ba nhỏ tần số của mỗi giá trị. Số lần xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó. Ta xem lại ví dụ 1. Giá trị 28 nhỏ nhất. Giá trị 30, giá trị 35, giá trị 50. Ta xem giá trị 28 xuất hiện bao nhiêu lần. Rõ ràng giá trị 28 xuất hiện 2 lần. Vậy thì giá trị 28 có tần số là 2, vì số 28 xuất hiện 2 lần. Giá trị 30 có tần số là 8. Tương tự như vậy, giá trị 35, giá trị 50. Giá trị 35 có tần số là 7.
giá trị 50, tần số là 3. Xin chào các con, hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.